tạm biệt nghe những nỗi đau ơi, tạm biệt nghe nỗi nhớ một người, vì có em anh chỉ cần một vòng tay ôm ấp lấy anh, để ngày mai anh biết yêu hơn, niềm hạnh phúc mãi đến yêu em. Cảm ơn em vì đã cho anh một tình. Vâng, chào mừng tất cả các anh chị em đã đến buổi review của lò kéo chúng tôi. Thì hôm nay mình sẽ review một mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu của CBZ cho tất cả anh chị em xem. Thì trước mắt mọi người đây là một mẫu sản phẩm CBZ0802 với bát 2 tấc nhiều người. Đó, con này sở hữu với 2 tấc, 2 đường tiếng thôi, đó là một bát 2 tấc và một con dép nhiều người. Chất liệu con CBZ0802 là chất liệu có là nhựa ASP nhiều người. Thiết kế của nó là có một quai sách ở trên đầu nè và một tay kéo vali về sau. Đặc biệt con CBZ0802 này là bát chép rất là chắc nhiều người. Tầm giá chỉ hơn 1 triệu thôi. Đó, đi theo kèm của nó là một micro là đầu kim loại UHF xét tần số nhiều người. Đây là UHF xét tần số karaoke cũng siêu nhẹ luôn. Về phần bo mạch của con CBZ0802 thì bo mạch nằm phần ở trên đầu nha mọi người. Đó, đây là nút volume tổng đó nè. Đó. Là bass nè, treble, echo và âm lượng của micro là hỗ trợ cho mình là micro có dây hoặc không dây vẫn được nha mọi người. Chỗ sạc nè, on off nè. Con này đặc biệt có chế độ đèn led rất là đẹp luôn. Đây, mọi tất cả anh chị em có thể là nhắn vô cái chế độ là on off nè. Đó, nó phát đèn ra rất là đẹp luôn nha. Đó, model chỉnh chế độ Bluetooth nè, qua lại dừng 10H nè. Đó, con này có chế độ là TWS luôn nha mọi người, là kết nối hai loa không dây với nhau luôn. Đó, và hỗ trợ cho âm thanh livestream luôn mọi người. Và giống như đây. Đó, âm thanh livestream nè. Đó, vỗ tay nè. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ review về cái chất lượng âm thanh karaoke của con CBZ0802, chất lượng âm thanh karaoke như thế nào nha. Chỉ tầm giá hơn 1 triệu thì tất cả anh chị em có thể là liên hệ với số trực tiếp được in ở trên màn hình. Và dưới phần mô tả mình có ghi đầy đủ thông tin chi tiết về mẫu CBZ0802 bass chép cực chắc nha mọi người. Thì với các bạn thì ngay bây giờ mời tất cả anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe một đoạn karaoke để đánh giá về cái dòng sản phẩm CBZ0802 thì tầm giá là hơn 1 triệu để mà chúng ta nghe cái chất âm của nó có đáng mua hay không anh chị ha. Mời anh chị chúng ta cùng đến với một bài hát karaoke anh chị nhé. Thank you.
đứng giữa con đường mưa, anh vô tình nhớ một nụ cười. Đứng giữa con đường mưa, anh vô tình nhớ một vòng tay. Những kỷ niệm ngày xưa, thôi mong trời cũng thôi hy vọng. Đã có khi tưởng như trái tim này cũng thôi mong. Chị và các bạn thì vừa rồi chúng tôi cũng đã tiến hành test chất lượng karaoke cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta cảm nhận về cái chất âm của nó như thế nào khi mà chúng ta hát karaoke anh chị ha. Thì tầm giá là hơn 1 triệu thì chúng tôi nghĩ thì đây là một dòng sản phẩm phải nói là rất đáng để cho tất cả anh chị và chúng ta để mà lựa chọn về sử dụng anh chị ha. Và một lần nữa anh chị có mua hàng của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được để lại ở bên trên màn hình này cũng như là bên dưới phần mô tả thì chúng ta có thể quan tâm chuyên sâu hơn về cái thông tin kỹ thuật của dòng sản phẩm ZBZ0802. Một nữa thì xin được cảm ơn anh chị chúng ta đã quan tâm theo dõi video review chúng tôi. Rất mong chị chúng ta hãy đăng ký kênh và like video này và để ủng hộ chúng tôi chị nhé. Hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.